Thì nếu mà anh em á, người ta nói là cây sao thì cái những cái người đi mua như anh em coi đi mua thì mấy anh phải em phải coi kỹ lại nha, coi đó là cây sao hay là không nha. Tại vì mình dò mặt cây thì nó bây giờ nó cũng na ná, nó lai lai nhiều lắm anh em, mình cũng không hiểu nổi vấn đề cây bây giờ nha. Thì anh em đi xem thì coi cố gắng nha, chứ còn mình á thì mình chủ yếu là quay cho anh em chỗ nào mục hay là không thôi nha. Đó, cây ghe bằng cây sến nha anh em, có bằng công sao ha, công sến luôn chú, Con sao công sao bê sến nha anh em, bê thùng ở trên đồ là sao ạ? bê thùng này sao hay ốp vô, Vô cũng sao. ốp vô sao, chỉ có bê nước này bằng cây sến phải không bê. Thì chú nói thiệt nha, giờ cho anh em nhiều khi người ta đi xa lại đó. Hello anh em, thì hôm nay mình có ghe 60 tấn cho anh em tham khảo nha. Ghe 60 tấn hả chú? 60 tấn hàng ghe này thì chưa đóng bê muối nha. Thì mình cũng cảm ơn anh em đã đăng ký và like ủng hộ kênh mình trong thời gian qua nha. Cảm ơn tất cả anh em đã yêu thích kênh mình nha. Còn có một số anh em thì cũng nói là kênh mình đăng toàn ghe mắc, thà mình cũng thấy vậy nha anh em, chứ mình không có, nói chung là mình cũng thấy là kênh mình đăng ghe mắc hơn kênh của mấy anh cò kia, mà tại vì mấy anh cò kia thì sao thì mình không rành nha. Nhưng mà mình á thì mình chả có giải quyết được cái vấn đề giá cả đâu, thì anh em chủ ghe người ta muốn kêu mình đăng sao đó thì mình đăng vậy đó anh em, chứ còn mình cũng không có nói người ta bớt đi ha, người ta thêm giá gì mình, cái đó mình không quan trọng nha. Cái đó là do vấn đề chủ ghe và anh em mình hướng dẫn cho anh em giặt, hoặc là mình quay cố gắng quay kỹ cho anh em chỗ nào mục thì mình cứ cũng bươi móc ra cho anh em xem thôi, còn anh em mua được hay không là tùy anh em. Rồi cho có video cho anh em tham khảo, tại vì mình nghiêng vấn đề YouTube hơn nha, tại vì là mình quay cố gắng quay làm sao cho nghiêm chỉnh ra được một cái video, mình xuất bản render một cái là nó khoảng mấy tiếng đồng hồ mới xong, mình cố gắng làm video đẹp cho anh em thôi, chứ còn cái chuyện mua bán thì mình cũng chả quan tâm đâu. Còn cái số điện thoại á, vì sao của mình mà để trên màn hình, lý do là cũng có một vài anh em bên cò điện cho mình, nếu mà mình không để số điện thoại mình mà để số điện thoại chủ á, mà mình quay chỉ có ăn mướn đó anh em, mình quay mướn vài trăm ghe là người ta không chịu, người ta nói đập đổ chén cơm của người ta nghe, cho nên bắt buộc mình phải để số điện thoại của mình đó. Anh em nào muốn thì điện cho mình, mua bán hay không là do mình nói chuyện với anh em rồi mình chuyển lời với mấy cái người chủ ghe ha. Còn quan trọng giá cả thì mình không có cần nói tới ha, nhưng mà nếu mà làm cực vậy thì cũng phải ăn tiền cò nghe anh em, mình nói thiệt ha, tại vì nó quá trấn cực, nhưng mà đáp lại thì tiền YouTube trả được bao nhiêu nha. Nhưng mà mình thích là ăn quay dùm cho anh em, hay là mình quay ăn ghe vài trăm ngàn thì nó khỏe hơn cái vụ mà để số điện thoại của mình nha. Nhưng mà không để thì không được nha anh em, cái đó là vấn đề mà chén cơm manh áo của người ta, bây giờ mình làm phải theo hệ thống. Còn vụ mà kênh mình quay ghe mắc hay quay không mắc á thì cái đó là do chủ ghe thôi, chứ không có do mình quyết định được nha anh em. Nhưng mà mình cũng cố gắng đi tìm những ghe rẻ cho anh em coi chơi, nhưng mà cái đó là có biết sao đâu, chủ ghe người ta kêu thì mình quay vậy thôi. Còn thí dụ như cái cây đó mà ghe nó chưa cẩn giá thì mình chưa, nó chưa cẩn giá, còn ghe mà đã cẩn giá nhiều rồi thì mình nó đã cẩn giá nhiều rồi, hoặc là mình cố gắng quay những cái chỗ mục nhất cho anh em xem. Nhiều khi mình vẫn biết là anh em xem người ta muốn mua ha, là người ta đi xa rất cực, mình cố gắng quay kỹ cho anh em xem hết. Nhưng mà cái còn nếu mà cái cây đó mà người ta nói cây sao thì mình không quá quyết được, giờ chú ghe người ta nói là cây sao đó, nhiều khi người ta muốn gạt anh em nữa, có cũng có thể cái vấn đề đó. Nhưng mà người ta nói là cây sao, mình bây giờ mình biết là không phải cây sao, nhưng mà mình cũng phải nói cây sao. Nhưng mà cái chỗ nào mục á thì mình phải quay ra cho anh em xem, cái chuyện đó là cái chuyện là của mình và cái chủ ghe, còn anh em á nói chuyện với chủ ghe là riêng. Bởi vậy anh em á coi xem kênh, nhiều khi mình đăng ghe là không phải là trách nhiệm thuộc về mình chỉ là một cái làm cái vlog để truyền tải thông tin, và mình chỉ có nhận thông tin từ người này tới người kia thôi, anh em thông cảm cho mình ha. Thì nói chung là nãy giờ mình cũng nói nhiều, thì một lần nữa thì mình cũng cảm ơn anh em đã đăng ký kênh và like ủng hộ kênh mình trong thời gian qua. Cảm ơn anh em. Thì nếu mà anh em á, người ta nói là cây sao thì cái những cái người đi mua như anh em coi đi mua thì mấy anh phải em phải coi kỹ lại nha, coi đó là cây sao hay là không nha. Tại vì mình dò mặt cây thì nó bây giờ nó cũng na ná, nó lai lai nhiều lắm anh em, mình cũng không hiểu nổi vấn đề cây bây giờ nha. Thì anh em đi xem thì coi cố gắng nha, chứ còn mình á thì mình chủ yếu là quay cho anh em chỗ nào mục hay là không thôi nha. Rồi thì bây giờ mình vô chi tiết chiếc ghe này nghe anh em. Để mình cho anh em xem lại ghe kiểu hòa lợi nha, kiểu mũi đẹp nghe anh em. Thì mình đi lại ra cho anh em xem cái bê dần, hình như nó có cẩn chỗ ha. Đó, cây ghe bằng cây sến nha anh em, có bằng công sao ha, công sến luôn chú, công sao bê sến nha anh em, bê thùng ở trên đồ là sao ạ? Bê thùng này sao hay ốp vô, ốp vô cũng sao, ốp vô sao, chỉ có bê nước này bằng cây sến phải không bê. Thì chú nói thiệt nha, giờ cho anh em nhiều khi người ta đi xa lại đó. Lót mình thì cái
cái miếng bê nước cái mi xi măng thì có cẩn từ đó lên tới mũi nghe nè. Ủa cái chỗ đó phải cẩn không chú? Cái đó chỗ bê gãy. Chỗ đó nó cong quá thì nói cái đó vô nha. Còn ngay chỗ cái bê dành đó thì cẩn một đây nè, bê dành cẩn ngay chỗ này đi xuống nha. Mà cẩn có nửa lá nghe anh em, cẩn nửa lá một khúc ha, chứ không có cẩn hết nha. Rồi cho anh em coi lại một cái ha, cẩn ngay chỗ này ha. Hấp khẩu thì 8 phân. Còn dài về sau là không có cẩn chỗ nào nghe anh em. Liền do hết ha, ra thì chưa có bê muối. Thì mình cũng không có quay ghe lại nghe anh em. Mà cái mé ngoài thì ngay chỗ này nè, ngay chỗ này nó cũng có cẩn y chang vậy nha. Nè, cẩn ngay chỗ cái mí đâu không biết. Coi cái mí nè. Nè, đây dành thì cẩn ngay chỗ này nè nè, à, dưới mí mũi chút xíu ha. Đó. Thì có một chỗ này cẩn thôi, duy nhất là mình quay cho anh em xem ha. Nó cẩn nửa lá lại tới khoảng 2m và 3m là rồi nha. Thì mé ngoài cũng vậy hả chú? Mé ngoài cũng y chang vậy nha. Mé ngoài cũng liền do vậy thì cũng chỗ đó cũng cẩn y chang vậy ha. Rồi lên ghe cho anh em xem. Nè, trên mũi nha anh em. Rồi cái lồng son là 9m nha anh em. Bề ngang thì tầm 4m4 phủ bì ha. Chưa có bề muối thì một lát nữa mình vô cho anh em coi máy dời xuống cái hầm mũi trước cái ha. Ghe này thì mình thấy còn rất ken nha anh em ha. Rồi cái này là bên trong hầm mũi nha anh em. Đó, ngon lành ha. Sáu chục phân hàng cái 8 tấc nè, ở quần 6 tấc nè 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 anh em. Mình thấy cái mé bên ngoài nó cũng cẩn vậy nè nghe đó, ha. Nhưng mà cẩn thì cẩn, không ăn thua gì ha. Rồi cũng quay kỹ lồng son cho anh em, thì số điện thoại mình để màn hình nha. Đó, cây then sau này cũng là 6 tấc nha anh em. Thiên ngang ha. Hai then nghịch là cây nào nấy bành bành, ghe 60 tấn mà then 6-7 tấc không. À, anh em thấy là ở trên này liền do hết nha. Để mình coi cái máy cặp ra. Quay cho anh em coi thấy. Cái chiếc này anh em nào mà đam mê là mua được nè. Rồi ra là 8 cây ra nha anh em. Nha. 8 cây ra ha. Rồi công là 7 phân. Công là 7 hay 6 gì đây nè. Mình thấy giống 7 nát quá anh em. 7-16 ha. Công là 7-16 ha. Mà 7 nát nha. Công đà ha. Bè 3 phân đủ hả chú? Rồi bè 3 phân đủ, ấp vô là 5 phân đủ nha anh em ha. Rồi đi vô coi cái hầm lái với coi máy cái. Nhìn sao lên nha. Rồi quên lăn nội lực luôn. Cái ra miệng là tới ngay chỗ ở đây nghe anh em, nhưng mà chưa tới trụ buộc dây nghe. Nó cách cái mí mui lại sau có khoảng 8 tấc nha.
Rồi cho anh em xem trong nguyên cái nha. Rồi bên đây đang còn chất lượng nha anh em, ngon lành ha. Ghe này đóng cũng lâu rồi, giấy tờ đầy đủ nha anh em, đăng ký đăng kiểm đầy đủ hết đó nha. Rồi đây là hầm lái nha anh em, nhấn nhấn vô xa cho anh em coi. Nói chung là mình giờ cái này lắp giò đen thui, nhưng mà mình thấy ở ấy là chưa có, ở ngoài cái mắt mình là chưa thấy sam chỗ nào nha ha. Có chỗ thì người ta cẩn là anh trước đó, là chỗ đó người ta cẩn thì sam mình ta cẩn ha. Rồi tiếp lắp inox 50, tiếp 90 ha. Hộp số là hộp số 3,5 tuổi nha anh em, 3,5 tuổi mới cốt nhỏ cốt lớn ha. Thì như ở bên đây còn cái hộp số ngoài nữa, này nữa nè nha. Mình không biết là cũ hay mới thì hồi mình báo giá đây anh em, khi nào mua thì hỏi hộp số thăm, mình không có hỏi nha. Rồi là quay quay kỹ kỹ, quay kỹ kỹ cho anh em coi. Ra nó dắt vô tới đây nha, ngon lành ha. Rồi anh em xem clip nhé, đăng ký kênh, like cái ủng hộ mình nha anh em. Rồi hiện giờ là chạy cái Kia 30 nha anh em ha. Chạy hộp số 3,5 tuổi đó. Thì chuyển dịch máy thì mình cũng không rành nữa nha anh em, nhưng mà ghe này thì ta cũng đang chạy rầm rầm đó ha. Hiện bây giờ thì ta không có đi nữa, ta lên ta làm dừa đó anh em ha. Ta làm vườn, ta già ta nghỉ ngơi để ta kêu bán ha. Máy thì không có giá trị nha anh em, Kia mà. Thì để hồi mình hỏi giá cho anh em coi. Nói chung là ghe là rất ken nha, mình sẽ có cái máy thì nó hơi yếu, mình có sau thì mình nói vậy ha nè ha. Máy này thì khỏi đề nha anh em, đề thì chạy bình thường à, tại vì cái máy này mình đề chi mắc công. Còn chủ ghe này thì ông nói là cái này là ông mua ở nghĩa địa Vĩnh Long mà tới giờ ông chưa có bung chưa gì hết đó nha, chưa có sửa gì hết, chủ ghe nói như vậy. Rồi lại ra cho anh em xem cái. Rồi kỹ hết rồi, ok hết em. Rồi chú ghe này là kêu giá 190 triệu nha anh em. Số điện thoại thì mình để màn hình của mình ha, anh em nào cần thì liên hệ với mình. 190 triệu mình nhắc lại nha. Anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ mình nha anh em. Rồi bây giờ là mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những clip sau nha. Bye bye. Thì anh em xem ghe này như thế nào thì hãy bình luận ha.